Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Bây giờ đang là buổi chiều của ngày 26 tháng 8 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng mẫu sản phẩm nữa là bức cuốn thư bằng chất liệu gỗ vụ, sơn PU cánh dán màu hơi vàng. Và bức cuốn thư này chạm ba chữ là Đức Lưu Quang, viết theo kiểu thư pháp. Trong video trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều các cái bức cuốn thư mà bằng chữ Hán có phụ đề, thì bức này lại khác là viết bằng chữ thư pháp. Còn kích thước thì vẫn giống nhau, dài 1m97, chiều rộng 97 và chiều dày 5 phân. Hai phần tai là chúng tôi chạm chim điểu và hoa mai, bên trên thì chúng tôi chạm long hóa. Long hóa tức là rồng hóa mai. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý khách hàng xem. Chất liệu là chất liệu gỗ vụ, được sơn PU cánh dán. Đây cũng là một đơn đặt hàng của khách hàng ở Yên Mô, Ninh Bình. Thì lát tôi quay bộ hoành phi câu đối sau. Bộ hoành phi câu đối phẳng chạm ba chữ là Phụng Tổ Đường. Bức cuốn thư thì chạm ba chữ là Đức Lưu Quang. Phụ đề tiếng Việt. Trong các cái ngày gần đây chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái video về đồ thờ cúng rồi. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị cứ đăng ký kênh thì quý vị sẽ cập nhật được các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Chúng tôi đáp ứng ra ngoài thị trường rất nhiều đồ thờ cúng, cuốn thư, hoành phi câu đối, khám thờ, ngựa thờ và tượng thờ. Và các bạn đang chiêm ngưỡng đằng sau bức cuốn thư đây là một bộ hoành phi câu đối, hoành phi lồng cuốn thư và câu đối phẳng. Bộ hoành phi này là cũng bằng chất liệu gỗ vụ, cũng được sơn PU và tiếp vàng Đài Loan. Câu đối thì một bên chúng tôi chạm là con cháu Thảo Hiền, Vạn Đại Vinh, một bên là tổ tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Và bức hoành phi thì chúng tôi chạm ba chữ là Phụng Tổ Đường. Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu. Quý khách cứ liên hệ về hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái mẫu sản phẩm một. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo.